ta tìm luôn à. Cái lớn là bự gì? Còn con lớn nữa. Đấy, cái ở đây thì thấy bự này. Cái mỏ bự ghê luôn. Tự nó nhảy lắm. Dạ, nó nhảy lắm. Thì con. Hai con hả? À? Vừa vừa chưa. Diễn kéo ghê ra tiếp cha con gì? Nó nhỏ nhỏ, con chưa chưa bự, nó lứa lứa vậy. Còn là ba bốn con lớn. Con mà cái đầu nó đỏ rồi. Ừ, nó đỏ rồi. Nó mới lớn dữ. Cái con này chừng 3 ký ngoài chứ gì. Bỏ gà. Bỏ gà. Cho nó. Đấy, thấy con đây bự lắm rồi, cái mỏ đỏ luôn à. Con quận hồi nữa đục nước nó đừ không. Cắm sao chú ơi. Ở đây nhiều lắm ha, chứ làm thả nhiều lắm. Cái này còn đâu khoảng 30 ngoài con à. 30 ngoài à, còn bên đó còn 300. 300 con. 300 con bên đó nó cũng cỡ ký thứ hai từ 700 gram trở lên. Nó này bớt rồi cái mấy tác nó đổ qua là dưới còn 200 mấy chục cá đi hồng con cá ký luôn. Cái hồng đó. Tá lướt. Con bự nó không được hết. Ta để cái nôm mặt nước vậy nè. Mình nhận xuống cái là dính vậy. Nè con nhận ngay chỗ này nè, hộp ngay cây ngát nè. Nó đang ở trong đó đó. Giói tay tới chứ mình đừng có đi lại nó chạy. Đó dữ nha, con lớn rồi đó. Con lớn nó chạy dẹo quanh cái bộ luôn cho nữa. Bộ luôn cho nữa. Gà hay gì rồi? Còn. Hai tay bụng con mắt và bụng hai con mắt là hết. Nó bị dòm thấy sáng sáng là lên sáng sáng là nó nhẹ. Không giá. Bận áo dài tay của nó, chụp tay là nó vào, nó đâm tét tay luôn á. Xích tia đó rồi chú ạ. Nó dễ vậy. Hai bà con không cần. Không cần. Ê, cái chuyện ra ngoài. Chưa đủ 4 kg. Chưa đủ. Đừng có lửa nữa, lửa. Chưa đủ cái này mấy con lứa với nó nữa là chịu. Đừng có lửa. Đè nó lại nó dậy chứ, đè nó lại. Bởi con bắt bằng tay nó được qua chứ chụp gì nó không có lửa được á.